Alo anh ơi, đây có ông bạn ra xem xe họ đây rồi, xem hình ảnh video là chuẩn rồi anh nhá. Đấy, okay. Bây giờ em quay lại cho anh một lượt để anh nhìn, và trước hết cho anh nhìn cửa hàng em đây, chỉ có win thôi. Đấy, không phải, nó phải lần lượt anh ạ. Đấy, tức là ông ấy nhìn cái ảnh tất cả em làm lại cho anh đúng hiệt như thế. Có duy nhất em thay hộ anh một con ốc ở đây để cho đúng đời, vì con ốc này có nói bắt ốc 10 là không đúng. Nhiều anh em trên mạng ơi bắt con ốc xấu thế, nhưng mà có phải em mua cái của em đâu, em đi mua của dân mà, đúng không? Em về em thay hộ anh thôi. Đấy, thế thôi, còn tất cả là ông ấy kiểm tra hết trong ảnh rồi, chuẩn hết. Đây là tai nghe mắt thấy tai sờ anh nhá, mua bán cho em luôn được công khai nên anh yên tâm. Đấy, đi thử hết rồi, ngon lành rồi, bây giờ là chỉ có trở về tận về đâu nhỉ anh nhỉ? Linh Bình. Trở về Linh Bình nữa. Đấy, anh có cần gì thắc mắc thì câu hỏi đi, để cho anh ở đây anh xem, coi như là mắt của anh đã về đây trực tiếp rồi. Không phải đâu, ok đấy. Ok rồi thì bây giờ anh nhá, cho anh em như này, cho nhanh này. Bây giờ anh chuyển tiền nốt cho em, nhưng mà riêng tiền ship nếu bạn này nó 20 cây thì em tặng anh, chứ đúng em lấy tiền đấy. Đấy, ít nhất phải 300-500 tùy đấy, nhưng thôi em tặng anh. Đấy, bây giờ là anh chuyển tiền cho em. Em có chị em, khi anh chuyển tiền em là xong, em chỉ có trách nhiệm trở về nhà bạn này là em giao là xong hết. Còn giấy tờ nhá, là em viết giấy mua bán, anh gửi chứng minh thư cho em là xong nhá. Ok, đơn giản chưa anh? Ờ, thế thôi. Đấy, bạn xác nhận hộ tôi. Đây, xác nhận hộ tôi luôn. Thúy ơi, ta cầm cái video đây nhanh lên, cầm điện thoại quay luôn, nó rõ ràng cả hai video nhanh lên. Bất kỳ điện thoại cũng được, nó phải rõ ràng. Mình quay cả cái kia nữa. Anh cầm cái video quay bình thường đây. Nó phải công khai luôn. Thấy chưa? Từ từ chờ em tí nhá, anh chờ em tí. Nó đúng chất luôn. Này nó đúng chất luôn. Đây là video là mua thông qua ba người. Đấy, cắm này vào anh cơ. Cắm này đi. Cứ cắm vào là được. Viết đây này. Cứ cắm vào là được. Cái đeo mic này. Đấy, nghe nó rõ hơn. Đấy. Quay đi. Được chưa? Đây nhá, Trung Kiên Moto chào anh em qua cái điện thoại kia nhá. Em đang quay cả điện thoại này nữa. Đấy, có nghĩa là anh là anh Thành. Anh Thành là người gốc Nghệ An đúng không? Đúng rồi em. Anh gốc Nghệ An và đang sinh sống ở cái gì nhỉ? Pleiku. Nhưng anh sinh sống Pleiku nhưng lại làm việc ở bên nước nào đúng không? Anh theo dõi kênh của em đúng không? Thì bây giờ là chiếc xe này là em vừa đăng lên được một lúc thì anh chốt. Và có 4-5 người đằng sau, đúng không? Em có gửi ảnh cho anh đấy, là còn chốt sau anh. Đúng không? Đấy, thì bây giờ là em xin phép anh em quay lại cho anh một lượt một vòng này. Từ sinh nhan này. Anh Cường quay phải tập trung vào tất cả mọi người đây này. À, sinh nhan này nè. Đấy, pha đèn này. Đúng không? Sinh nhan này. Đồng hồ này. Tức là bạn anh đã kiểm tra rồi nhưng mà quay lại cho anh này. Dè này, thụt này. Đấy, quan trọng cái củ máy này nhá. Quan trọng cái củ máy. Anh nhá. Đấy. Bình xăng khớp này. Đấy. Tất cả mọi thứ nhá, em đều quay công khai lại. Biển số này công khai cho anh luôn này. 2929, được chưa? À. Tránh 4953 nhá. Đấy. À. Bô này. Vành bánh này sáng trưng hết. Nói chung là anh đứng góc này này cơ. Đứng góc này, quay đúng vào cái thế này. Đứng góc này, đứng quay vào cái thế này xe nó đẹp là được. Quay video nó là diễn đấy, nó đang là diễn đấy, diễn cho khách hàng nhìn nó phải đẹp. Nhiều người chê Canamen đấy. Thì bây giờ này nhá, em chốt lại cho anh Thành là tất cả mọi thứ là anh đã xem qua hình ảnh rồi và thực tế livestream rồi. Và bạn của anh cũng người Linh Bình đây, ông anh đây. Đấy, anh nên kiểm tra, anh xác nhận em một câu. Ok rồi anh ạ. Đấy, đúng nhảy như video không? Rồi. Tất cả mọi thứ máy móc đi ok đúng không? Rồi. Đấy. Cho nên là em phải coi video này để anh thông cảm cho em là ví dụ xảy ra cái gì thì người ta biết ở đây là mua đến tận nhà, đi thử kiểm tra mới xuống tiền. Còn nếu về nhà lỗi chẳng hạn thì cái lỗi đấy là em không mong muốn nhưng em vẫn bảo hành đúng không? Đấy, những anh ở xa quá chẳng hạn thì anh cứ ra hiệu, kể cả anh ở bất kỳ nơi đâu anh ra hiệu, anh sửa hết bao tiền, anh chụp hình ảnh cho em sẽ gửi cho anh số tiền đấy và người thợ đấy sẽ bảo hành thay em. Đấy là cái danh dự của em. Còn lên mạng xã hội bây giờ mình không làm như này nhá, nói thật mạnh nhá, mất hết khách đấy. Còn khách nào mà không hiểu thì em chịu. Thì bây giờ em xác nhận cho anh rồi, thì bây giờ ý anh là xong xuôi anh chuyển tiền cho em này, em tặng anh ship về nhà ông bạn này, được chưa? Em quay vào mặt anh ấy, anh em ơi. Hy vọng là có tiếng này.
anh đây, anh Thành đây nhá. Em đang quay video trực tiếp đây nhá. Đấy. Đúng không? Đấy. Ok nhá. Cảm ơn anh Thành nhá. Ừ, ok, bây giờ anh chuyển tiền đi, chuyển nốt số tiền còn lại cho em nhá. Ừ, vì em trả luôn đấy, không phải muộn rồi. Vào. Ok anh.